Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và trong chương trình giới thiệu về các trường tại Úc hôm nay của công ty Tân Đại Dương, sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về trường đại học Sunshine Coast của Úc. Và trường đại học Sunshine Coast nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Sunshine Coast với dân số hơn 30.000 người và cách thành phố Brisbane, thủ phủ của bang Queensland, khoảng 90 km về phía bắc. Và thời tiết trong vùng ấm áp quanh năm và đầy ắp vẻ đẹp thiên nhiên, Sunshine Coast là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Úc với những bãi biển, dòng sông và những dãy núi tuyệt đẹp. Bạn sẽ thấy thích thú với những công viên quốc gia, các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, công viên dưới nước, vườn thú của Australia. Và là một trường đại học công lập với 5.000 sinh viên, Đại học Sunshine Coast có môi trường học tập chất lượng cao và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía người dân và chính phủ Australia. Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập và giải trí của trường rất hiện đại, kiến trúc độc đáo của trường đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc gia. Chương trình học của Đại học Sunshine Coast đa dạng với nhiều chương trình và chuyên ngành khác nhau để sinh viên có thể lựa chọn. Và đội ngũ giáo viên giảng dạy của trường đều có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Chính vì thế mà Đại học Sunshine Coast được xếp hạng cao nhất nước Úc về chất lượng giảng dạy. Môi trường học tập rất sôi nổi và bổ ích với các giảng viên và nhóm trợ giúp nhiệt tình. Điều này tạo ra sự tiến bộ nhanh cho sinh viên. Và các khóa học tại trường bao gồm như sau: trường Đại học Sunshine Coast đang đào tạo các chương trình dự bị tiếng Anh, dự bị đại học từ cử nhân đại học và các bằng sau đại học về các chuyên ngành học kinh doanh, kế toán, thiết kế, truyền thông, luật, môi trường và bảo tồn, báo, quan hệ quốc tế, khoa học xã hội, sức khỏe và giáo dục, quan hệ cộng đồng, quan hệ quốc tế và chính trị, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nghệ thuật. Các chương trình học tại trường bao gồm chương trình học tiếng Anh dự bị, các khóa học cử nhân. Các khóa học bao gồm cao đẳng nghệ thuật, cao đẳng kinh doanh, cao đẳng khoa học, cử nhân nghệ thuật, cử nhân kinh doanh, cử nhân giáo dục tiểu học, cử nhân khoa học môi trường, cử nhân khoa học, cử nhân công tác xã hội, cử nhân quan hệ công chúng, thiết kế và truyền thông, máy tính, báo chí thương mại, cử nhân báo chí, cử nhân y tá, cử nhân khoa học y sinh. Cử nhân ngành kép bao gồm cử nhân thiết kế marketing, marketing cộng truyền thông, kinh doanh cộng thương mại, cử nhân kinh doanh khoa học, giáo dục khoa học, cử nhân công nghệ sức khỏe, giáo dục nghệ thuật, giáo dục kinh doanh. Chương trình thạc sĩ gồm các khóa học chứng chỉ sau đại học quản trị kinh doanh, chứng chỉ sau đại học truyền thông BA, cao đẳng sau đại học nghệ thuật, truyền thông, báo chí BA, cao đẳng sau đại học quản trị kinh doanh, cao đẳng sau đại học giáo dục tiểu học, trung học, thạc sĩ truyền thông, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ kinh doanh quốc tế, thạc sĩ kế toán, thạc sĩ nâng cao sức khỏe, thạc sĩ giáo dục. Và điều kiện là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình 8 chấm, IELTS tối thiểu là 6 chấm. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về trường đại học Sunshine Coast của Úc thì các bạn có thể liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hay gọi đến số hotline là 0838 382080 hoặc có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.